hai bó hai bó bao nhiêu không? Hai bó bao nhiêu tiền ạ? 100 là một bó 50 ngàn, một bó 50. Có hành giá tháng hả? Có hành giá tháng một bó đó. Ông nói không hiểu được. Là vừa bán vừa cho được. Cái gì một bó bao nhiêu vậy chị? Em đưa cho ông 100 ngàn. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang đi ngang qua đường Cách mạng tháng 8 trước trung tâm của tòa nhà Viettel, thì phát thấy một cụ ông xách cái bao rau để bán rau đọt lan rất là tươi. Ông đang đứng ở đây này. Hình như của ông này thì lúc trước có kênh Viettel Exchange, đó là kênh của anh trai, cũng đã bỏ tiền ra mua hết cái số rau này. Đây của ông này các bạn. Thì mình ngồi ở đây hỏi thăm một số cô chú bán nước và bán vé số hàng rong ở đây, ngồi nghỉ ngơi buổi trưa đó. Ở đây thì mình đang quan sát ông bán rau trước cái ngoài đường. Ông đeo cái bao rau đằng sau và đi ra giữa đường để mời rau các người đi đường. Thỉnh thoảng thì cũng có người dừng lại mua, và cũng thỉnh thoảng có những người ủng hộ tiền ông cũng khá được. Sáng giờ là có nhiều người mua rồi không? Mua nhiều, bập môn nữa, môn chạy khúc khúc rồi. Dạ, yeah. Là cũng có người qua lại rồi cho tiền. Người để đủ mua, đủ lấy rồi đủ đưa tiền, cho tiền họ cũng 5 ngàn, được 10 ngàn. Dạ, yeah. Đây có một anh thanh niên đang dừng lại mua rau giúp của ông à. Ông hình như là ông nói không được á. Dạ. Ông nói không được, thấy ông đi cơ mà. Lúc trước thì có một ông anh của con cũng mua hết cái đống rau này và trò chuyện, nhưng mà ông không có nói được. Mua hết cái bao rau hình như là 300-400 vậy á, nhưng mà đưa 500 lì xì cho ông. Cái tờ nói không được rồi. Đấy. Dạ. Khỏi thôi. Anh đó đưa tờ 100 ngàn. Dạ. Ông bán xe khá là, ông bán đi giữa đường thấy là tội. Đây sớm giờ trò chuyện với chú bán giấy số ở đây. Thì mình quan sát một lát nữa các bạn, để xem ông buôn bán như thế nào. Thì hôm trước thì ông đứng ở chỗ Cách mạng tháng 8 và Điện Biên Phủ, ngay góc của gần báo Phụ Nữ, và ông đứng đó bán. Anh làm đứng cái kiểu YouTuber à? Dạ, em kênh Châu Đại Dương á. Dạ, anh lên đó anh sợt thì anh thấy kênh của em. Em hay đi quay mấy cái hoàn cảnh á. Dạ. Anh nhìn lại em nghĩ là giống YouTuber rồi. Anh ngồi ở đây sáng giờ hả? Em đi chạy giao hàng. Dạ. Em chạy giao hàng nói chung là ngày nào em thấy em hay chạy cái đoạn này nè. Dạ. Hầu như là ngày nào em cũng bán. À, ngày nào thấy ông cũng bán quanh quanh đây đúng không? Dạ. Thì thấy ông tuổi già rồi bán vậy thì em cũng vô quan sát thử. Dạ. Ông mang cái bao rau đi mời những nhân viên văn phòng, thì nhân viên văn phòng có thể là người ta không mua được tại vì người ta còn đi làm. Có một cô áo đỏ ra cho ông tiền. Đây chị này đây. Đứng sớm giờ thì cũng có rất nhiều người cho ông tiền đó. Nói chung là em đứng nãy giờ đứng ở đây gần cả tiếng, em vừa ngồi ăn vừa ấy có người chờ. Thì anh thấy cái hoàn cảnh của ông như thế nào? Cảm giác là thấy khổ. Thấy khổ đúng không anh? Dạ, tôi giờ trưa nắng mà đúng như kiểu 12 giờ trưa mà đứng bán rau này quá khổ. Dạ, nói chung là tuổi già rồi, người ta đi dạy là cũng từ khổ mà ra thôi.
Dạ. Nói chung là chả ai muốn như vậy. Dạ. Nói chung là con cái này nọ rồi con cháu người ta bỏ rơi, thành ra người ta phải như vậy thôi. Dạ, cũng có thể là vậy. Tuổi già sức yếu rồi mà giờ còn đi bán rau mà đứng như vậy nữa. Dạ. Nhà anh có nấu cơm không anh? Nhà em có, tại vì là em ở trọ với cả là em chạy xe gần vợ. Dạ. Có bầu sắp sinh thì vợ đang ở. Là về anh. Nhưng mà đợt trước là em có mua cho ông máy bó. Bây giờ em ra em mua cho ông máy bó em tặng anh nha. Chứ giờ nhà em nấu cơm á. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Để em kêu cho anh ông vô em mua vài bó. Ủa ông đang chạy đi lên rồi. Ông lên đây rồi. Để mình chạy lên kia mua ông ít bó rau các bạn. Ông hiện tại đang đi lên cái chỗ siêu thị điện máy Thiên Hòa để bán rau nè các bạn. Một bó bao nhiêu ông? Một bó bao nhiêu? Một bó bao nhiêu vậy chị? 5.000. À, lấy còn hai bó. Hai bó. Hai bó bao nhiêu ông? Hai bó bao nhiêu tiền ạ? 100 là một bó 50.000. Một bó 50. Bỏ hành cả tháng hả? Bỏ hành cho tháng một bó đó. Ông nói không hiểu được. Tức là người bán người cho á được. Cái gì một bó bao nhiêu vậy chị? Em đưa cho ông 100.000. Ông nói là 50 lận. Ông nói 50 một bó lận anh. Em mua hai bó 100.000 á, em tặng anh. Rồi ok anh, cảm ơn em. Anh là anh đi giao hàng đúng không? Rồi. Dạ, thì ngồi trò chuyện với anh cũng thấy anh nhiều tính quá. Dạ, ông nói 50.000 một bó. Thì anh thấy sao? Mắc quá. Dạ, nhưng mà chắc cũng không sao thôi, giúp đỡ ông. Dạ. Anh chiều về luộc chấm nước mắm cũng được. Cảm ơn anh nha. Cảm ơn bạn nhiều nha. Dạ dạ. Ông chạy lên trước siêu thị điện máy Thiên Hòa ở cách mạng tháng 8 gần vòng xoay nè các bạn. Ông bán một bó 50.000. Sớm giờ cũng rất là nhiều người ủng hộ ông và cái bao rau thì cũng đã sắp hết rồi. 20, 10.000 gì ông cũng cầm cả, nhưng mà đưa 100 thì ông nói là một bó 50. Có lẽ là ông hơi bị lãng trí hay hoặc như thế nào. Mua rau đi anh chị ơi. Đây có chị này cũng mua cho ông một bó rau rồi các bạn. Bao nhiêu? Dạ con mua hai bó 100.000, ông kêu ông bó 50. Ông lừa đảo đấy. Ông nói được mà ông trả tiền. Thấy hôm qua trời chúa mua 10.000 bó này. Dạ. Chắc lừa đảo đấy, lấy tiền trả lại, đổ tiền trả lại. Dạ thôi vậy không sao đâu chú. Cả cứ ủng hộ cho ông vật được. Dạ, ông bán hết rồi á. Bây giờ cái lừa đảo á. Dạ. Chú này thì kêu ông này nọ nhưng mà chắc là không sao đâu các bạn. Kệ không sao đâu chú. Dạ. Chứ chả này chả xạo đấy. Dạ, cảm ơn chú ạ. Xạo đó người giống kia kìa. Sáng qua chị. Lấy tiền 500.000. Dạ được rồi ông, được rồi ông. Dạ đi anh đi. Thì mình vừa ghé lại để theo dõi của ông bán rau. Thì một số người cũng đồng tình là thấy hoàn cảnh của ông già rồi, nhưng mà đi bán rau thì cũng gom góp ủng hộ ông ít bó rau. Rồi cũng tự nguyện ủng hộ cho ông một ít tiền thừa. Trong khi đó thì cũng có các chú lớn tuổi thì cũng chạy ra nói ông
không có thật sự là như vậy. Tuy nhiên mình cũng không có suy nghĩ gì về vấn đề đó. Ông cũng lớn tuổi rồi, và cũng có lẽ là do cái một chữ nghèo thôi mà ông phải buôn bán cực khổ ngoài đường ngoài xá, chứ cũng không có ai mong muốn những cái điều đó xảy ra với mình cả. Thì thôi, mình giúp được gì thì cứ giúp. Thì một bó rau, hai bó rau, vài chục ngàn cũng không có đáng là bao mà giúp cho ông có những cái đồng tiền mà ông mong muốn như vậy. Thôi mong các bạn quan tâm và nhận xét để giúp những cái mảnh đời còn gian dở khó khăn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Châu Đại Dương ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.